Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm video để hướng dẫn với các bạn là cách cài đặt cái phần mềm Cyberlink Power Director phiên bản 17. Thì trước đó thì mình đã hướng dẫn với các bạn là cách cài và sử dụng cái phiên bản 2016 14 rồi các bạn. Và sau đó là 16 rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ test với các bạn về cái phiên bản 17 so với các phiên bản khác, ví dụ như Cyberlink 14, thì xem nó có tốc độ vượt trội như thế nào so với các phiên bản trước đó. Đầu tiên ấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách tải luôn. Đầu tiên các bạn vào trong trang cyberlink.com ấy để tải. Nhưng mà trước khi tải thì mình sẽ test cái hiệu năng của Cyberlink đàn anh trước đó so với cái phiên bản Cyberlink 17 hiện tại xem nó có như thế nào nhá. Ok, các bạn đang xem cái video live stream này của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn như sau. Đầu tiên đấy, bây giờ mình sẽ test thử xem cái Cyberlink phiên bản trước nó mạnh hay là yếu hơn so với phiên bản hiện tại bằng cách đó chính là chúng ta sẽ render một cái đoạn video cùng cấu hình máy tính và cùng cái đoạn video đó luôn. Đây là một cái đoạn video. Đây là 1 phút 37 giây. Đây là video được quay bằng máy quay chuẩn MOV. Được chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ xuất file video ra. Bây giờ mình sẽ xuất ở định dạng H264 và file của nó là file M2TS và chuẩn của nó là Full HD 1920x1080 60 frames. Bây giờ mình sẽ vào trong cái khu vực này, mình dẫn là test Cyberlink 14444 3 con 4 và mình nhấn set lại và mình nhấn start bắt đầu. Thì đây là cái thời gian render, mình chỉ quan trọng để quan tâm đến cái thời gian render này thôi. Đây cái thời gian render của nó. Đó là cái thời gian render 20 giây. Và dự kiến cái thời gian hoàn thành của nó là 1 phút 30 giây. Đến hiện tại. Chúng ta sẽ đo một tiếp nữa mà là bằng cái phần mềm Task Manager để đo cái GPU và CPU. Đây là nó ăn này. Và một phần nữa mình cũng đang sử dụng cái phần mềm này để quay video nữa. Được chưa? Đó. Các bạn sẽ chờ vài giây để xem nó như nào nhé. Bây giờ nó đang chạy này, các bạn xem này. Bây giờ nó đã là 1 phút 10 giây rồi. Đến thời điểm hiện tại nó sinh ra là 1 phút 10 giây rồi. Đó, 1 phút 10 giây rồi. Một phút 45 giây cho một cái đoạn video 1 phút 37 giây. 1 phút 37 giây. Thời gian hoàn thành mình sẽ nhấn chụp lại màn hình nhá. 54 55 56 57. 1 phút 58 giây. Được rồi, 1 phút 58 giây. 1 phút 58 giây xong cái render, xong cái đoạn video 1 phút 37 giây cũng với mức setting đấy, mình sẽ lưu lại. Và bây giờ mình sẽ gỡ bỏ cái phần mềm này đi, mình sẽ cài thêm một cái phần mềm mới của Cyberlink 17. Đầu tiên mình gỡ bỏ, mình sẽ sử dụng một cái phần mềm, đó là phần mềm gỡ bỏ. Bây giờ mình sẽ gỡ bỏ cái phần mềm này đi. Mình nhấn start, đây là phần mềm gỡ bỏ ứng dụng các bạn. Phần mềm gỡ bỏ ứng dụng. Nhấn yes. Bây giờ mình sẽ gỡ bỏ cái ứng dụng này.
Đó, sau đó nó sắp xếp và nó gỡ bỏ thành công. Bây giờ các bạn nhấn OK để cho nó xóa tất cả các tập tin đi. Bạn nào muốn tải và mua cái phiên bản này, các bạn có thể vào cyberlink.com để chúng ta mua cái phiên bản này. Chọn Next. Chờ nó loát này, đây là phần mềm nó xóa hết tất cả thư mục. Khi nó chạy xong ấy, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nó đã chạy xong. Bây giờ chúng ta sẽ cài phiên bản mới. Đầu tiên vào trong phần cyberlink.com. Và các bạn sẽ thấy là cyberlink nó có rất là nhiều ứng dụng. Sorry là cái âm thanh của mình chưa chất lượng một tí, do nhiều còn nhiều cái âm tạp quá. Bây giờ mình đang cố gắng để quay được cái video chất lượng một tí, cái âm thanh nó chất lượng tốt một tí. Ok, tới này mình mình sẽ có cái phòng mà thu nó theo đúng chuẩn chất lượng thu view, thu âm thanh ấy, thì nó âm thanh của nó sẽ tốt hơn các bạn. Do hiện tại mình có nhiều âm tạp, nó chất lượng nó chắc chưa được ổn định, mặc dù mình chỉnh ở đây là chỉnh cái thông số nó tốt rồi. Đó, ok, bây giờ các bạn sẽ thấy là trong phần mềm Product Cyberlink ấy, thì nó có rất là nhiều các sản phẩm. Ví dụ như Cyberlink thì nó có Video Editing, Photo Editing, Color Directing và Audio Directing, được chưa? Audio Director đó, được chưa? Có rất là nhiều các sản phẩm ở đây, nhưng mà hôm nay mình nói đến Cyberlink Power Director phiên bản 17. 17 thì nó có phiên bản Standard bình thường, Ultra này, phiên bản Ultimate này, được chưa? Ultimate thì nó có cao hơn, thì nó có cho phép với các bạn nào update lên phiên bản mới, update cập nhật đó. Thì cập nhật lên thì nó sẽ chỉ mất 84 đô, và Ultra thì nó mất 99 đô. Và nói với các bạn là mình sẽ mua phiên bản Ultra này với giá 99 đô la Mỹ, được chưa? Đó. Hay có thể Ultimate, nhưng mà nhu cầu của mình chỉ Ultra cũng được rồi. Đó, Ultra cũng được rồi. Mình sẽ mua phiên bản Ultra và test cho các bạn thử nhé. Đó, nhưng mà hôm nay sẽ phiên bản dùng thử. Dùng thử các bạn chỉ cần download, các bạn nhấn tên của các bạn vào đây và nhấn cái tài khoản email của các bạn vào đây. Sau đó các bạn sẽ download cái phiên bản này về dùng thử. Do mình đã download rồi, nếu mà bạn nào chưa download thì các bạn có thể download về dùng thử. Download về các bạn chỉ cần mở cái phần mềm này ra. Bây giờ mình mở ra, nó sẽ tự động tải về như này. Bây giờ mình sẽ open folder luôn. Thực ra cái này là mình tải rồi cho nên nó có như này, các bạn thấy chưa? Nó install luôn phải không ạ? Bây giờ mình sẽ giải nén ra. Các bạn có thể install luôn, nhưng mà mình sẽ giải nén ra mình mới install. Đó. Bây giờ mình sẽ install cái file này ra. Thư mục mặc định, sau đó mình nhấn next, nhấn upset. Và bây giờ mình sẽ cài cái phiên bản Cyberlink này. Mình sẽ cài phiên bản Cyberlink này. Đó, nó đang quá trình cài đặt, các bạn sẽ chờ vài giây để cho nó cài đặt thành công nha. Nó đang cài đặt đó. Ok, nó cài đặt, nó hoàn thành rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy luôn nào. Đó, đây là phiên bản 17, được chưa? Đây là nó có sẽ có một cái thông số là Would you like to, là bạn có muốn tối ưu hóa optimization, được chưa? Optimize GPU của bạn, được chưa? Thì bạn có yes, có nghĩa là nó sẽ tối ưu phần cứng, được chưa? Phần cứng của cái máy của bạn ấy với cái phần mềm này để cho nó có tốc độ đồ họa nó tốt hơn, được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ nhỉ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn phiên bản dùng thử, nhưng mà những video sau ấy thì mình sẽ làm bằng phiên bản mua ở trên này, với phiên bản là Ultra, được chưa? 100 đô la Mỹ thôi các bạn.
nhưng mà dùng thoải mái. Và khi các bạn muốn update ấy thì các bạn sẽ mất, update thì các bạn chỉ mất khoảng 69 đô thôi, được chưa? Đó, update thì nó rẻ hơn. Và các bạn bấm vào vẫn time mode này, các bạn chờ vài giây đó, bạn bấm chạy phiên bản fully ở mình chưa cập nhật. Nếu các bạn chạy phiên bản miễn phí ấy thì bạn sẽ có nhiều tính năng hơn, được chưa? Nhiều tính năng hơn. Đó, đây là cái phiên bản là dùng thử, các bạn kích vào đây các bạn sẽ rõ ngay. Đó, đây là phiên bản dùng thử. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cùng một cái đoạn video, cùng một cái cấu hình. Video này cũng giống như video lúc nãy. Đó, bây giờ mình sẽ render luôn. Cũng là 1 phút 37 giây. Đó, nhấn chuẩn H.264. Định dạng của nó là cũng là định dạng M2TS. Và chú ý là định dạng 4K thì nó sẽ không render được, do các bạn chưa có mua bản quyền. Các bạn mua bản quyền các bạn mới chạy được. Mình render 1920x1080, định dạng của nó là 60 frame. Giống như lúc nãy, mình sẽ xem tốc độ của nó có nhanh hay không. 17 này, mình nhấn thêm 1 bước 7, mình nhấn set lại. Bây giờ mình render nhá. Mình không quan trọng cái thời gian đâu, thời gian nó sẽ tự tính ở dưới này. Bây giờ nó đang render này, các bạn thấy là mình thấy là khả năng render của nó khá là nhanh đó. Tốc độ render của nó khá là nhanh các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Thời gian render của nó khá là nhanh. Ok, các bạn thấy chưa? Cái thời gian render của nó rất là nhanh. Đó, tốc độ render của nó rất là nhanh. Các bạn xem cái số phần trăm thì về thời gian là 30 giây nó đã render được 30% rồi. M2TS, định dạng M2TS. Các bạn xem cái ngốn GPU của nó 10.7-11%, dao động là 9-11%. OBS nó dao động nữa, định dạng OBS này. Đây là phần mềm quay video màn hình của mình đó. Nó so sánh như này các bạn mới biết được hiệu năng của phần mềm nào nó tốt, phần mềm nào nó hiệu năng của phần mềm nào nó tốt hơn, được chưa? Phần mềm này nó sẽ tối ưu GPU hơn. Các bạn xem ở dưới này này, nó có công nghệ tối ưu này. Đấy. Đó, rendering product này, các bạn xem số xem cái thông số, nó hỗ trợ support, hỗ trợ các công nghệ như OpenGL này. Đó, rất là nhiều các công nghệ nó hỗ trợ cho phần cứng của máy. Các công nghệ mới giúp cho render những video HD hoặc là 4K nó nhanh hơn, được chưa? Các bạn thấy ạ? Mình sẽ chụp màn hình. Ok, hoàn thành ở mức là 1 phút 32 giây, được chưa? Thì nó nhanh hơn đó là 1 phút 20. 1 phút lúc nãy là 1 phút 58 giây, ở đây là 1 phút 32 giây. Vậy là nó đã nhanh hơn là 26 giây, được chưa? Nó nhanh hơn 26 giây các bạn ạ. Đó, nó đã nhanh hơn 26 giây rồi. Vậy chứng tỏ là cái phần mềm Cyberlink Power Director phiên bản 17 này nó nhanh hơn 16 giây. Đó, nhanh hơn rất là nhiều so với cái phiên bản đàn anh của trước đó. Đây là chúng ta đã biết là test cái độ hiệu năng của nó rất là hay, phải không ạ? Đó, cho nên là phần mềm này nó tối ưu cho với các bạn về cái vấn đề các bạn nâng cấp lên cái phần mềm phiên bản này, được chưa? Nó sẽ tối ưu hơn. Đây là nó sẽ cái logo này nó chưa được xóa bỏ, thì các bạn muốn xóa bỏ được cái logo này thì các bạn phải đăng ký bản quyền, được chưa? Thì bạn mới xóa bỏ được cái logo này. Đó, các bạn thấy hay không ạ? Đó là cái vấn đề mà chúng ta nên nâng cấp lên phiên bản Cyberlink. Các bạn, mình sẽ để cái đường link ở dưới phần description video, các bạn sẽ vào cái đường link đó và để tải cái phiên bản Cyberlink này. Phần mềm Cyberlink này mình thấy là làm việc công việc bình thường ấy thì mình thấy là nó cũng nhanh, được chưa? Bình thường ấy thì mình hay sử dụng những kỹ xảo hay là những video phức tạp, mình mới chạy bằng những phần mềm Adobe Premiere hoặc Adobe After Effects, được ạ. Nhưng mà bình thường thì mình chạy phần mềm này nó cũng khá là nhanh.
Đó, đó là cái phần mềm Cyberlink Power Director. Đó, mình đã test với các bạn rồi, hiệu năng của nó rất là hay. Cyberlink này, hãng Cyberlink này nó đến từ đâu các bạn? Trụ sở của nó đến từ Trung Quốc đó. Cụ thể là nó đến từ đâu các bạn? Đến từ Đài Loan các bạn ạ. Đây, Tân Bắc, Đài Loan, vâng ạ, thành lập năm 1996. Đó là cái phần mềm này, được chưa? Các bạn có thể tải về cài đặt và test cái hiệu năng của cái phần mềm này. Đó là video này mình đã hướng dẫn các bạn là tải và test cái hiệu năng rồi. Đây là bản nâng cấp, nó rất là tốt, đáng cái đồng tiền bắt gặp khi ta bỏ ra, bởi vì thời gian của nó render nó nhanh hơn, nó tối ưu hóa GPU, được chưa? GPU và phần cứng máy tính của chúng ta đó, nó giúp cho chúng ta render nhanh hơn. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video livestream này của mình. Hẹn gặp lại với các bạn ở những video lần sau. Bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.